Đầu tiên để trải nghiệm cái game Pokemon Go thì các bạn sẽ tải về. Vào kho ứng dụng của Android các bạn ghi chữ Pokemon Go để các bạn tải về. Thì cái game này mình đã tải về trước rồi. Và các bạn mở lên. Thì lúc này mở lên nó sẽ yêu cầu cái tài khoản Google. Và các bạn lưu ý là để chơi được cái game này thì các bạn phải bật lên cái định vị lên. Mình sẽ chọn đăng nhập tài khoản Google. Thì lúc này nó sẽ hỏi bạn muốn đăng nhập cái tài khoản nào. Bạn có thể chọn những tài khoản mặc định đã có trên máy, hoặc là chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản mới. Thì mình sẽ chọn thêm một tài khoản mới. Ok. Sau khi bạn nhập tài khoản Gmail vào thì các bạn sẽ chọn mục tiếp theo. Đó, thì lúc này nó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của Gmail của bạn vô. Thì bây giờ đây mình đã nhập xong cái mật khẩu rồi. Thì bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ bắt đầu đăng nhập, chọn mục tiếp theo để chúng ta đăng nhập vào cái trò chơi Pokemon Go. Các bạn chọn đồng ý. Bây giờ đây trên màn hình các bạn thấy là chúng ta sẽ xuất hiện hai nhân vật, một là nam hay là nữ. Bạn có thể chọn cái nhân vật nào tùy các bạn thôi. Thì mình là con trai, mình sẽ chọn nam. Xong bạn sẽ nhấn ok. Và đây là có những cái ứng dụng để các bạn có thể chọn cái màu sắc nhân vật mà các bạn yêu thích. Ở đây các bạn có thể chọn tóc tai nè. Đó, đây các bạn chọn màu, cái màu sắc các bạn yêu thích. Đó, mình sẽ chọn cái tông màu xanh. Sau đó thì các bạn chọn đôi mắt luôn. Đó, mình chọn mắt đen. Kế là các bạn sẽ chọn cái mũ. Mình sẽ chọn cái mũ hơi vàng. Rồi, kế tiếp là các bạn sẽ chọn màu áo cho nhân vật, mình sẽ chọn màu vàng luôn. Kế đến thì bạn sẽ chọn quần. Đó, chọn giày luôn, giày vàng luôn. Và một cái ba lô phía đằng sau. Ok, sau khi chọn xong thì các bạn nhấn ok vào đây. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhân vật. Bây giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Các bạn lưu ý là cái màn đầu sau khi các bạn đăng nhập tài khoản vào thì chơi rất là dễ. Đó là cái nhân vật của chúng ta sẽ xuất hiện trước mặt để cho các bạn bắt luôn. Nhưng mà sau những cái màn 2 trở đi thì nó khó khăn hơn. Đó là đòi hỏi các bạn phải di chuyển nhiều hơn để tìm cái chú Pokemon để bắt. Sau khi mình chọn xong thì các bạn thấy ở trước mặt mình đây có một cái chú rùa nhỏ con rất là đáng yêu. Bây giờ đây mình sẽ tiến hành bắt nó. Và các bạn lưu ý là để bắt được cái những cái nhân vật dễ thương này thì các bạn sẽ hất cái viên bi về phía trước nè. Các bạn sẽ hất cái viên bi vào trúng cái con vật này. Thì sao cái trò chơi game này nó hấp dẫn? Tại vì cái trò chơi game này nó giống như là cái tương tác thực sự luôn. Các bạn thấy là ở ngoài đây là mình có những cái viên đá nè, cái hòn đá nè. Và sau khi các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn thấy là trên màn hình vẫn có xuất hiện những ô đá như thế này luôn. Các bạn thấy là mình đã bắt được xong một con rùa đầu tiên. Nó đây là số điểm thành tích của mình. Các bạn thấy là sau cái màn đầu tiên thì chúng ta sẽ di chuyển nhiều hơn. Giờ đây mời các bạn cùng mình, chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đi bắt những chú Pokemon Go nhé.